tiếng ác, không gặp người xấu. Con nay hướng về Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát đất và cầu xin sám hối. Duy nguyện Đức Phật dạy con phát quán tưởng của nơi thanh tịnh nghiệp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn phóng ra hào quang sắc vàng từ giữa đôi chân mày, ánh sáng đó biến chiếu vô lượng thập phương thế giới, rồi trở về trụ trên đỉnh đầu của Đức Phật và hóa thành kim đài lớn như núi Tu Di. Các cõi nước tịnh diệu của thập phương chư Phật đều hiện ở trong. Hạ có quốc độ do các bảo hợp thành, lại có quốc độ toàn là liên hoa, lại có quốc độ như tự tại thiên cung, lại có quốc độ như gương kính pha lê. Ôi, thật là tuyệt đẹp, đều là những cõi nước thanh tịnh quang minh. Tây phương tịnh độ, các cõi nước mười phương đều hiện ở bên trong và có vô lượng chư Phật quốc độ trang nghiêm hiện rõ như vậy, để khiến cho hoàng hậu Vi Đề Hy được thấy. Khi đó hoàng hậu Vi Đề Hy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Phật độ ấy tuy rất thanh tịnh và đều có quang minh, nhưng con này chỉ thích sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Duy nguyện Thế Tôn dạy con tư duy và dạy con chánh thọ. Lúc bấy giờ Thế Tôn liền mỉm cười, và từ trong miệng của Đức Phật có tia sáng năm màu phóng ra. Mỗi một tia sáng chiếu đến đỉnh đầu của vua Tằng Bà Sa La. Khi ấy Đức vua tuy bị giam kín nhưng tâm nhãn không bị chướng ngại, và từ nơi xa thấy được Thế Tôn. Ngài cúi đầu đảnh lễ và tự nhiên chứng quả A Na Hàm. Tạ ơn Thế Tôn, xin cảm ơn Ngài. Này hoàng hậu có biết chăng? Vâng Thế Tôn. Đức Phật A Di Đà cách đây không xa, hoàng hậu nên nhiếp tâm và quán rõ cõi nước kia là do tịnh nghiệp tạo thành. Ta nay vì hoàng hậu mà rộng nói các thí dụ, và cũng khiến cho tất cả phàm phu đời vị lai, những ai muốn tu tịnh nghiệp thời sẽ được vãng sanh ở cõi nước Tây phương cực lạc. Phàm muốn sanh đến quốc độ kia thì phải nên tu tam phước. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lòng từ không giết hại và tu thập thiện nghiệp. Hai là thọ trì tam quy, giữ các giới trọn đủ và không phạm oai nghi. Ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyến tấn người khác tu hành. Ba điều này gọi là tịnh nghiệp. Này A Nan. Vâng bạch Thế Tôn. Ông nên thọ trì và rộng vì đại chúng mà tuyên nói lời Phật. Này Như Lai sẽ dạy Vi Đề Hy cùng tất cả chúng sanh đời vị lai pháp quán tưởng đến thế giới Tây phương cực lạc. Đệ tử xin ni giáo phụng hành. Bạch Thế Tôn, con nay do thần lực của Phật nên thấy được quốc độ kia. Nếu sau khi Phật nhập diệt, các chúng sanh đời ác trược bất thiện, bị năm thứ khổ sở bức bách, thì phải làm sao để thấy thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà? Phàm người tu quán tưởng này nên ngồi ngay thẳng, xoay về hướng tây, rồi khởi tưởng niệm và quán rõ nơi mặt trời sắp lặn, làm cho tâm kiên trụ, tiên tưởng không đuổi dời. Quán thấy mặt trời lặn giống như cái trống đang treo. Khi đã quán thấy mặt trời xong, thì lúc nhắm mắt hay mở mắt đều phải minh bạch. Đây là nhật tưởng gọi là sơ quán. Khi sơ quán thành tựu, thứ đến quán tưởng nước. Quán tất cả cõi Tây phương đều là đại thủy, thấy nước lắng trong và cũng phải cho rõ ràng, tâm ý không được phân tán. Lúc thấy nước xong, nên khởi tưởng đến băng. Thấy băng trong suốt, rồi tưởng đến lưu ly. Khi quán tưởng này thành tựu, thì thấy đất lưu ly trong ngoài xuyên suốt. Đây là thủy tưởng, là pháp quán thứ nhì. Khi các pháp quán tưởng trên thành tựu thì gọi là thô kiến cực lạc quốc địa. Nếu đất ta muội thời sẽ thấy đất của cõi nước kia vô cùng rõ rệt, đến chẳng thể nào nói cho hết. Đây là địa tưởng, là pháp quán thứ ba.
Khi địa tưởng thành tựu, thứ đến quán tưởng kỳ bảo, quán mỗi bảo thủ ở trong bảy lớp hàng kỳ bảo. Đây là thụ tưởng, là pháp quán thứ tư. Khi thụ tưởng thành tựu, thứ đến quán tưởng nước tám công đức, quán tưởng cõi nước Cực Lạc có tám ao nước. Đây là bát công đức thủy tưởng, là pháp quán thứ năm. Trên mỗi một vùng của chúng bảo quốc độ ấy có 500 ước bảo lầu. Trong những lầu khác đó có vô lượng chư thiên trỗi âm nhạc trời, lại có các nhạc khí treo lơ lửng giữa hư không và như tràng phan báo cõi trời, không cần khẩy mà tự vang. Trong những thanh âm ấy đều diễn nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Kheo Tăng. Đây là tổng quán tưởng, là pháp quán thứ sáu. Nếu quán thấy như vậy thì sẽ diệt trừ vô lượng ước kiếp cực trọng ác nghiệp. Sau khi mạng chung sẽ nhất định vãng sanh về cõi nước kia. Lắng nghe và khéo tư duy. Nay ta sẽ vì ông và hoàng hậu phân biệt giải nói pháp diệt trừ khổ não. Các con nhớ thọ trì và rộng vì đại chúng mà phân biệt giải nói. Khi vừa dứt lời ấy, Đức Phật Vô Lượng Thọ liền xuất hiện và đứng trụ ở hư không. Đứng hầu bên tả bên hữu là hai vị đại sĩ Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Quang minh của các ngài chói rực đến chẳng thể nào thấy hết. Cho dù cả trăm ngàn màu vàng kim của Diêm Phù Đàn cũng không thể sánh bằng. Thế Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thế Tôn, con nay do oai lực của Phật nên thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Bồ Tát. Chúng sanh vị lai thì phải làm thế nào để quán Vô Lượng Thọ Phật cùng nhị vị Bồ Tát? Phàm muốn quán Đức Phật kia, thời phải nên khởi tưởng niệm. Quán tưởng trên đất bảy báo có các hoa sen. Mỗi cánh hoa sen tựa như tranh vẽ cõi trời. Đây là hoa tọa tưởng, là pháp quán thứ bảy. Pháp thân của chư Phật Như Lai châu biến pháp giới và nhập vào tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Này A Nan. Vâng, Bạch Thế Tôn. Ông nên biết, thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ như màu vàng của trăm ngàn vạn ước giả ma thiên Diêm Phù Đàn. Thân Phật cao 60 vạn ước na do tha hằng hà sa do tuần. Lông mày trắng ở giữa đôi chân mày uốn quăng về phía hữu và uyển chuyển như năm ngọn núi Tu Di. Mắt Phật xanh trắng và sáng rõ như nước của bốn biển lớn. Những lỗ chân lông nơi thân phóng ra ánh sáng như núi Tu Di. Vầng hào quang của Đức Phật kia viên tròn như 100 ước tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong vầng hào quang có 100 vạn ước na do tha hằng hà sa hóa Phật. Mỗi một hóa Phật cũng có vô số chúng hóa Bồ Tát làm thị giả. Đức Phật Vô Lượng Thọ có 84.000 tướng hảo. Trong mỗi tướng hảo có 84.000 vẻ đẹp. Trong mỗi vẻ đẹp lại có 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng biến chiếu đến khắp chúng sanh niệm Phật ở 10 phương thế giới, nhiếp thủ chẳng rời xa. Không biết từ lúc nào mà ở ngoài thâm cung, các thị nữ đều đến nghe Pháp. Kế đến, Đức Thế Tôn giảng nói về chín phẩm ở tịnh độ. Trước tiên là thượng phẩm. Ở thượng phẩm phân làm thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Ba phẩm này đều là những vị tu hành Pháp Đại Thừa thâm sâu và phát nguyện vãng sanh tịnh độ. Tiếp đó là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh. Đây là những hành giả nghiêm trì giới luật, hoặc những thiện nam tử thiện nữ nhân nào hiếu dưỡng cha mẹ, xử thế nhân từ và họ phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cuối cùng là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Đây là những người tạo các nghiệp ác, xong nhờ lúc sách mạng chung lại gặp bậc thiện tri thức chỉ dạy pháp môn niệm Phật,
nên cũng được vãng sanh tịnh độ. Người ở hạ phẩm hạ sanh thì khi lâm chung, dẫu có gặp bậc thiện tri thức, nhưng do bị khổ bức nên chẳng kịp niệm Phật, khi ấy bậc thiện hữu lại bảo: nếu ông không thể thường niệm Đức Phật kia, thì nên xưng danh hiệu của Đức Phật Vô Lượng Thọ, hãy chí tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật và làm cho mỗi tiếng niệm không bị dứt đoạn và đầy đủ 10 niệm như thế. Do xưng hồng danh của Phật nên trong mỗi niệm diệt trừ 80 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Lúc mạng chung, người đó thấy hoa sen vàng giống như mặt trời hiện ra trước mình. Như chừng một niệm khoảnh, liền đắc vãng sanh về thế giới cực lạc, họ ở trong hoa sen, và khi mãn 12 đại kiếp, hoa sen mới nở. Lúc bấy giờ, khi Đức Thế Tôn thuyết lời ấy xong, Hoàng hậu Vi Đề Hy và 500 thị nữ đều sanh tâm hoan hỷ và tán thán là việc chưa từng có. Hoàng hậu Hoắc Nhiên đại ngộ, còn 500 thị nữ cũng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và nguyện sinh về cõi nước kia. Đức Thế Tôn thọ ký cho họ đều sẽ vãng sanh. Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì? Kinh này tên là Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát, và cũng gọi là Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sanh Chư Phật Tiền. Không nên thọ trì và chớ để quên mất. Phạm người tu hành tâm nguyện này thì hiện đời sẽ thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị đại sĩ. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào chỉ nghe danh hiệu của Phật và nhị vị Bồ Tát thì cũng đã diệt trừ vô lượng kiếp nghiệp tội sanh tử, hà huống là thường nhớ niệm. Nếu có ai niệm Phật, thời phải biết người này chính là hoa sen trắng trong loài người. Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là thắng hữu của họ. Người đó sẽ ngồi ở đạo tràng và sanh vào nhà của chư Phật. Ông hãy khéo vâng giữ lời này. Những ai thọ trì lời ấy, tức là thọ trì hồng danh của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Lúc ấy, Đờ Bà Đạt Đa dẫn theo rất nhiều đệ tử mới và vô cùng đắc ý trở về thành Vương Xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Quốc vương, tiếng ca trước này là? Là tiếng của các thị nữ. Mẫu hậu đã xảy ra chuyện gì? Mẫu hậu, mẫu hậu, việc này là thế nào? Họ cứ coi như ta không tồn tại vậy. Im ngay, không còn mau im ngay lại cho ta. Khi đó, Hoàng hậu Vi Đề Hy và các thị nữ thì vẫn nhất tâm niệm Phật.